chào mọi người, xin chào các bạn đã đến với kênh của Tiệm Bánh Tròn Tròn. Hôm nay thì chị của mình bị bệnh, thành ra là chỉ còn một mình quay video thôi. Và mình sẽ dẫn các bạn đến thăm khu bếp bánh của Tròn Tròn của tiệm mình, nơi mà những chiếc bánh ngon lành nhất và tươi nhất được ra lò mỗi ngày. Hôm nay thì mình sẽ vào bộ phận làm bánh và các bạn ấy đang đóng bánh kem bắp. Bánh kem bắp là một loại bánh mà rất được yêu thích ở Tròn Tròn bởi vì chúng mình dùng bắp tươi xay ra và trộn cùng với kem, cũng như là có một lớp bắp thật là thơm ngon ở trong nhân. Thế thì chúng ta cùng xem là các bạn ấy làm bánh kem bắp như thế nào nhé. Xin chào. Các bạn có thể thấy ở đây thì các bạn ấy đang đóng bánh vào trong khuôn kết hợp cùng với lại kem. Bánh kem bắp thì có hai lớp bánh bông lan. Chúng ta cùng qua đây và xem. Đây là cốt bánh bông lan ở bên mình nè. Khách hàng phản hồi về bánh bông lan của Tròn Tròn rất là ngon bởi vì nó mềm, tan và nó hòa quyện cùng với lại kem. Thì đây là một cái công thức mà đặc biệt của tiệm mình, làm tụi mình đã phải nghiên cứu rất là lâu và đã học hỏi rất là nhiều để có thể ra được cái công thức bánh bông lan ngon và chuẩn như hiện tại. Thì hai lớp bánh bông lan dày như thế này kết hợp với lại lớp kem ở giữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng coi một chiếc bánh kem bắp được đóng từ đầu đến cuối như thế nào nhé. Đầu tiên là khâu chuẩn bị khuôn. Thì ở đây mình có những chiếc khuôn mà không có đáy, được gọi là mousse ring. Và những chiếc mousse ring này sẽ được đặt lên những cái đế bánh để đỡ cái phần bánh và kem. Sau đó thì các bạn ấy sẽ cho một lớp bánh và bo viền ngoài của bánh là một lớp kem bắp. Lần tới thì mình sẽ quay cái công đoạn làm kem bắp cho các bạn coi nha. Sau đó các bạn sẽ cho một lớp kem ở giữa vào nhân và tiếp tục là một lớp bắp. Đây là bắp hạt tươi mình vừa xay ra và mình cũng vừa để nguyên cả hạt bắp. Khi mà ăn á, thì sẽ cắn phải những cái hạt bắp nó giòn giòn và nó thơm béo ngậy, cảm giác rất là thích. Tiếp tục là các bạn ấy sẽ cho tiếp một lớp bánh bông lan và bo tiếp phần kem ra bên ngoài. Cái tỷ lệ kem nó cũng phải vừa phải để cho cái cảm giác ăn nó không bị ngán. Nếu mà nhiều kem quá thì ăn nó cũng sẽ cảm thấy là không có ngon. Còn nếu như mà ít kem quá thì lại tạo ra cái sự giống như kiểu không có được thơm mùi bắp á. Nên là cái việc mà mình phải tăng cái tỷ lệ như thế này nó thật là chuẩn. Đây là phụ thuộc vào rất là nhiều vào tay nghề của những người thợ lành nghề. Wow, đây là một chiếc bánh hoàn thành rất là đẹp, rất là xinh. Và sau đó các bạn ấy sẽ để qua bàn bên cạnh. Rồi đến khâu bọc wrap. Từng chiếc bánh được bọc wrap thực phẩm lại cho sạch và ngăn cách với nhau. Sau đó thì sẽ được đưa vào trong tủ lạnh. Một lần đóng ấy thì các bạn sẽ đóng rất là nhiều. Và những cái ổ bánh hoàn thành, những bán thành phẩm như thế này thì sẽ được đưa vào trong tủ lạnh
để cho cái phần kem này nó được cứng cáp lại. Tại sao lại không thể dùng liền như kem tươi? Bởi vì kem bắp ở đây ấy, bên tiệm mình có xay bóc ra và trộn với những tỷ lệ đặc biệt của tiệm, thì cái phần kem ấy, nó sẽ tạo cái cảm giác nó mềm mịn và nó tan, nên là không thể để bên ngoài được giống như kem tươi thông thường, mà cái dòng này là một dòng bánh Âu, và vì vậy nên là cần phải để cho lạnh, lạnh sâu và bánh cứng cáp, thì lúc này có thể mang ra để trang trí những cái họa tiết lên bánh xinh tươi như là những cái ổ bánh ở ngoài cửa hàng được. Tiếp tục nào, một ổ bánh như vậy thì em sẽ làm khoảng thời gian bao lâu hả? 1 phút một ổ bánh. Wow, nho em bánh thời gian bao lâu? 1 phút 10 giây. Thì các bạn làm rất là nhanh, một ổ bánh chỉ đóng khoảng 1 phút thôi, và buổi chiều các bạn có thể đóng được rất là nhiều bánh, nhiều vị nữa. Bánh kem bắp là một trong những cái vị ở bên tiệm mình thôi, tiệm mình có đến hơn chục vị kem, kem Âu á, ví dụ như phô mai này, trà xanh này, sô cô la, bánh kem bắp, vani, rồi những cái vị mousse, dòng kem lạnh chẳng hạn như là mousse tiramisu, mousse chanh dây, mousse sô cô la, mousse trà xanh, mousse cà phê. Thì lần lượt á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng vị một được làm và được đóng như thế nào. Mình ngày xưa á, mình rất là thích được đến những cái tiệm bánh kem, xong rồi mình xem cái cách của họ mà họ làm sao, họ làm như thế nào, mình rất là tò mò cái điều này. Thì mình nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ rất là tò mò là ở trong tiệm bánh ấy họ làm những ổ bánh như thế nào, đúng không ạ? Nên mình quyết định là mình làm cái video này chia sẻ với mọi người, hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy thú vị. Cái phần nhân bắp này ấy, nó cũng là một cái sự nghiên cứu rất là kỳ công, là làm thế nào đó để mà ngày xưa thì mình tiệm mình rải chỉ là hạt bắp thôi, và khi mà ăn thì sẽ cắn phải rất nhiều hạt bắp. Tuy nhiên sau đó thì sau nhiều lần điều chỉnh, mỗi lần điều chỉnh lại tốt hơn, lại ngon hơn, thì tụi mình luôn chăn trở là làm sao để khách hàng có được những cái trải nghiệm tốt nhất khi ăn bánh ở Trân Trân. Nên là sau này thì tụi mình vừa xay bắp và vừa để hạt bắp tươi, thì khi ăn nó sẽ hòa quyện và nó ngon hơn rất là nhiều. 2 tiếng đồng hồ cho một mẻ kem, rồi sau đó cái mẻ kem nó hoàn tất thì mới được sử dụng để đắp vào trong bánh như thế này. Nên là để làm được một mẻ kem thông thường ở tiệm mình ấy cũng khá là mất thời gian, khá là cầu kỳ, nhưng mà bù lại ấy thì cảm thấy rất là ưng ý về sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi bạn Yến. Bạn ấy cũng tên là Yến luôn, mình cũng tên là Yến luôn. Bạn ấy tên là Kim Yến, còn mình là Hoàng Yến. Thì Yến sẽ đánh dấu ký hiệu vào từng cái size bánh. Tại vì ở đây á, mình có nhiều size, chẳng hạn như là size nhỏ này là size 18cm nè. Đường kính á, đường kính của nó là 18cm. Rồi mình có size lớn hơn, size 20cm. Và có size 22cm, có cả size lớn ngoại cỡ như 25, 28, 30, tùy theo là cái order của khách hàng. Nhưng mà đây là những loại mà thường hay được bán ở cửa hàng nhất. Cái ghi ký hiệu là bánh này là vị kem gì. Tại vì có nhiều vị kem cái màu nó khá giống nhau, chẳng hạn như kem phô mai ấy, cũng cái màu ngà ngà giống như kem bắp như thế này. Nếu mà không ký hiệu thì có thể sẽ bị nhầm lẫn, nên là phải ghi, dán vào từng ổ bánh. Bộ phận làm bánh sau khi làm xong thì sẽ đưa vào trong tủ, và bộ phận trang trí thì sẽ đến tủ để lấy bánh ra và có thể vẽ lên bánh hoặc là bắt ke, bắt bông theo ý tưởng của khách hàng. Đây là phòng của bộ phận làm bánh. Các bạn ấy có một cái tủ mát này là để đựng kem, đựng các thể loại whipping cream hay là bánh
bông lan. Và khi mà các bạn ấy đánh kem xong thì các bạn ấy cũng sẽ chữ ở trong này và những cái âu lớn như thế này. Thì các bạn đều kiểm tra nhiệt độ của tủ để chắc chắn được rằng là khi mà có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì các bạn đều nắm được. Thì tủ phải luôn luôn đảm bảo ở khoảng âm 10 độ C thì sẽ là giúp cho bánh có thể được làm lạnh hơn. Rồi bây giờ thì bạn ấy Yến sẽ cho bánh bóc cho khi được đóng xong vào trong tủ lạnh nhé. Ở dưới này thì mình cũng đang, các bạn ấy đang làm mousse chanh dây nè. Mousse chanh dây chua chua ngọt ngọt được làm từ chanh dây tươi, cũng là một loại mà rất được yêu thích ở tiệm mình. Vòng khoảng 15 phút đồng hồ thôi mà các bạn đã đóng được khá nhiều bánh luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ đóng thêm gì các em? Vani. À, sau đó mình sẽ quay cho các bạn coi cách đóng kem vani ở tiệm mình á. Bánh kem vani cũng rất là khác biệt. Xin nữa mình sẽ bật mí nha. Rồi, đã hoàn tất. Vậy là công đoạn mà đóng kem bắp đã hoàn tất rồi đó. Bây giờ sẽ là phần dọn dẹp để chuẩn bị qua một loại kem mới. Và các thể loại, một số loại nguyên liệu khuôn thì sẽ được bảo quản rất là cẩn thận và trước khi mà mang ra sử dụng, dù là đã được rửa lau khô và cất vào trong tủ rồi, thì trước khi dùng vẫn sẽ được lau lại một cách cẩn thận. Và bây giờ bạn ấy, bạn Nhon sẽ chuẩn bị để nấu một cái loại bánh khác. Bạn ấy đang làm vệ sinh bàn. Cái bàn đá như vậy thì nó cũng có tác dụng rất là tốt, bởi vì sau mỗi một lần sử dụng thì cái việc làm vệ sinh rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video làm đóng bánh kem bắp. Bạn có thể bấm subscribe và nhấn chuông ở dưới kênh của chị em mình để theo dõi được nhiều hơn nữa những video hay của tiệm mình các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.